nhận lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam, Chủ tịch ASEAN năm 2021. Từ ngày 26 đến 28 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39. Các hội nghị cấp cao liên quan giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Australia và Nga. Hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 và hội nghị cấp cao Đông Á theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thời gian tới ASEAN cần thay đổi nhận thức, buộc phải thích ứng linh hoạt, an toàn trong trạng thái bình thường mới, đoàn kết hơn nữa để chống dịch bệnh, thích ứng an toàn, ứng phó linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị sớm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19, hình thành chuỗi cung ứng tự chủ của khu vực. Việt Nam cho rằng người dân và doanh nghiệp vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong nỗ lực ứng phó dịch bệnh và cả trong phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế xã hội. Mọi chính sách đều hướng đến người dân và doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp cũng phải vừa là chủ thể, vừa là trung tâm để tham gia có trách nhiệm trong tiến trình này. Với tinh thần lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị cần định vị chỗ đứng mới của ASEAN trong tương quan các mối quan hệ kinh tế chính trị đang tái định hình của thế giới. Cần củng cố vai trò là hạt nhân của các tiến trình đối thoại, hợp tác và liên kết kinh tế đa phương, đa tầng nấc ở khu vực. Để tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, nâng cao sức hấp dẫn của thị trường ASEAN và đẩy mạnh quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần khắc phục những tồn tại hạn chế như khoảng cách phát triển, khả năng xử lý các thách thức xuyên quốc gia. Hội nghị cấp cao ASEAN lần này có 3 nội dung quan trọng. Đó là kiểm soát đại dịch COVID-19, song song thúc đẩy phục hồi bền vững, củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong quan hệ với các đối tác và ứng xử của ASEAN trước các thách thức an ninh khu vực. Sáng nay, Quốc hội họp trực tuyến bàn về dự thảo luật cảnh sát cơ động. Hầu hết các ý kiến đều tán thành về sự cần thiết phải ban hành bộ luật này. Tuy nhiên, có một số điều khoản được các đại biểu đưa ra thảo luận liên quan đến việc quy định rõ chức năng nhiệm vụ của cảnh sát cơ động để không chồng chéo với các lực lượng khác. Đồng thời, nhiều đại biểu cũng đặt ra câu hỏi về việc có cần thiết phải trang bị tàu bay và tàu thủy riêng cho lực lượng cảnh sát cơ động hay không. Dự thảo luật cảnh sát cơ động gồm 5 chương 31 điều, quy định cụ thể 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản của cảnh sát cơ động, trong đó kế thừa những nhiệm vụ phù hợp với pháp lệnh cảnh sát cơ động, đồng thời bổ sung nhiệm vụ cho cảnh sát cơ động. Trong phiên thảo luận sáng nay, nhiều ý kiến của các đại biểu đã phân tích sâu về chức năng nhiệm vụ của cảnh sát cơ động để không chồng chéo với các lực lượng khác, đặc biệt là quy định cảnh sát cơ động được trang bị tàu bay và tàu thủy riêng. Tàu bay của Không quân Nhân dân Việt Nam, tàu thuyền của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các lực lượng liên quan khác đang bố trí khắp ở các khu vực tác chiến, có thể huy động nhanh để phối hợp với Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống và bất cứ nơi nào theo yêu cầu quy định. Còn nếu vướng quy định pháp luật trong huy động, sử dụng thì xem xét trình Quốc hội điều chỉnh, bổ sung hay cứ nhất thiết phải mua sắm riêng cho lực lượng Cảnh sát cơ động mới thực hiện được nhiệm vụ. Mặt khác, việc trang bị tàu bay cho Cảnh sát cơ động thì có làm phát sinh xung đột với việc quản lý bay, làm phức tạp thêm hoạt động quản lý vùng trời của lực lượng phòng không nhân dân hay không? Tại cái điều 21 về cái trang bị của cảnh sát cơ động thì cũng thống nhất với các ý kiến của đại biểu, tức là trang bị tàu bay. Thì nếu mà nói tàu bay thì nó cái bao hàm nó rất là lớn, nó nhiều kiểu loại. Cho nên tôi đề nghị nếu mà trang bị tàu bay thì tôi đề nghị chúng ta nên quy định cái kiểu loại và cái số lượng cụ thể, giới hạn cái kiểu loại, tức là nếu mà được trang bị thì tôi đề nghị là trang bị máy bay trực thăng, như thế là được. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì vấn đề sử dụng máy bay ở đây không có gây tốn kém lãng phí gì về tài chính, mà vấn đề là phải sử dụng loại máy bay nào, sử dụng như thế nào, trong trường hợp nào và phối hợp với lực lượng quân sự ra sao. Còn khi sử dụng máy bay thì phải được huấn luyện đương nhiên rồi, phải có bằng cấp rồi, và thứ hai phải có quy chế phối hợp với lực lượng quân đội chặt chẽ. Và đặc biệt đã sử dụng máy bay thì còn liên quan đến quản lý không lưu, quản lý đường bay thì luật hàng không điều chỉnh rồi. Lực lượng phòng không quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, kiểm ngư,
thì đã có tàu bay và đã có tàu biển sẵn có. Tại sao chúng ta không sử dụng cái lực lượng này, không sử dụng cái phương tiện kỹ thuật này khi cần thiết, có sự phối hợp để thực hiện tổ chức? Và tôi nghĩ rằng là quân đội sẽ sẵn sàng hỗ trợ tích cực đắc lực cho lực lượng công an, cho lực lượng cảnh sát cơ động khi cần thiết để mà làm thực hiện cái nhiệm vụ. Vì cái nhiệm vụ chính của lực lượng cảnh sát cơ động á, là chủ yếu là thực hiện á, là cái việc là bảo đảm an ninh trật tự và giữ lý các cái vụ việc mà mất an ninh trật tự ở các cái địa phương, rồi phòng bạo loạn khủng bố, vân vân. Tuy nhiên nếu chúng ta mà sử dụng cái lực lượng của quân đội, máy bay của quân đội để mà tham gia trong các cái vụ việc này thì nó không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an, đặc biệt là cảnh sát cơ động, và dễ bị các cái thế lực thù địch nó lợi dụng là chúng ta đưa lực lượng công an quân đội ra để đàn áp nhân dân. Ngoài ra, quy định về việc cấp nhà đất cho cán bộ cảnh sát cơ động cũng nhận được nhiều ý kiến không đồng tình của các đại biểu Quốc hội, vì đã có quy định cụ thể tại điều 4964 chương 4 chính sách nhà ở với luật nhà ở năm 2014. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 10 giờ sáng nay cách Khánh Hòa khoảng 251 km, cách Ninh Thuận khoảng 233 km. Sức gió mạnh nhất cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo từ ngày hôm nay đến hết ngày 27 tháng 10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Từ ngày 27 đến 30 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông nên ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Tình hình mưa lũ ở miền Trung vẫn diễn biến phức tạp. Rạng sáng 24 tháng 10, tàu cá QNG 90755TS do ông Bùi Đức Thành, sinh năm 1975, trú ở Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng, đang neo đậu tại khu vực cửa biển Sa Cần thì bị sự cố, nguy cơ trôi giạt ra biển. Thuyền trưởng đã gọi người ứng cứu, tuy nhiên do nước chảy xiết, ba người hỗ trợ neo cột tàu thuyền đã bị lũ cuốn trôi mất tích. Ngay trong sáng nay, thi thể ba ngư dân đã được tìm thấy. Thi thể ba nạn nhân được tìm thấy tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Người dân địa phương phát hiện cả ba nạn nhân ở bờ biển nên báo với chính quyền địa phương. Ngay khi nhận tin, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn đã cử lực lượng cùng với gia đình các nạn nhân ra Quảng Nam để đưa các nạn nhân về quê mai táng. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi bệnh đến Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để xin ý kiến về việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố. Theo Sở Y tế, hiện nay Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể loại vaccine sử dụng để tiêm cho trẻ, chưa có hướng dẫn khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Vì vậy, trong khi chờ Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể, Sở Y tế đề nghị Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho phép sử dụng loại vaccine của Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đồng thời cho hướng dẫn và tập huấn chuyên môn để đảm bảo căn cứ chuyên môn khi tổ chức tiêm vaccine cho nhóm trẻ thuộc độ tuổi này. Sở Y tế kiến nghị Viện trưởng Viện Pasteur sớm xem xét và có ý kiến chỉ đạo để Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở thực hiện.